Trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, trại tạm giam công an tỉnh có 10 phạm nhân được xét giảm án. Đây là những người có quá trình nỗ lực phấn đấu trong việc chấp hành án, được xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù, đạt loại khá trở lên. Trong đó có 3 phạm nhân được giảm hết thời hạn án phạt tù. Các trường hợp khác giảm từ 6 đến 8 tháng chấp hành án phạt tù. Tôi rất cảm ơn toàn thể ban giám thị trại tạm giam và tất cả những các cán bộ quản lý đây đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong quá trình cải tạo cũng như lao động và học tập để được giảm án đợt mùng 2 tháng 9 đợt này. Trong quá trình tiếp theo thì bản thân tôi sẽ nỗ lực và cố gắng hơn nhiều để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cũng như công việc và tất cả mọi cái cải tạo trại tạm giam công an tỉnh Lai Châu để được sớm trở về với gia đình và xã hội. Hiện trại tạm giam công an tỉnh đang quản lý giáo dục khoảng 200 phạm nhân. Để chuẩn bị cho đợt giảm án dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, đơn vị đã sớm thông báo kế hoạch về việc xét giảm án, điều kiện tiêu chuẩn được giảm án tù cho các phạm nhân biết để tạo động lực cho họ thi đua, phấn đấu cải tạo. Việc ra soát bình chọn được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng. Căn cứ vào kết quả bình xét thi đua trong suốt quá trình cải tạo để lựa chọn những phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đề nghị xét giảm án phạt tù. Đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật, không để sót lọt người thuộc diện đề nghị giảm án. Trong đợt này thì có 10 phạm nhân là xét đủ điều kiện là giảm án đợt này. Đối phạm nhân là có đợt xếp hàng tháng, hàng quý từ khá trở lên. Thì đó là những phạm nhân là được chấp hành tốt cái nội quy của trại tạm giam, cơ sở giam giữ. Trong quá trình lao động, học tập và cải tạo ở trại tạm giam, được cán bộ chiến sĩ trại tạm giam là hướng dẫn theo dõi, xếp hàng tháng, hàng quý theo đúng quy định, cho nên là và được các cấp, các ngành trại tạm giam đề nghị viện kiểm sát, giám sát và tòa án nhân dân ra quyết định làm cho này. Đó là một cái chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong cái việc là nhân đạo đối với các phạm nhân đã, để làm sao phạm nhân có cái hướng thiện, phấn đấu cải tạo tốt hơn nữa thành người có ích cho xã hội. Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là chính sách mang tính chất nhân đạo của pháp luật, thể hiện được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với phạm nhân. Đây là chính sách có ý nghĩa lớn, được thực hiện hàng năm nhân các ngày lễ lớn của đất nước. Qua đó đã có tác động tích cực đến tâm lý, ý thức phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động cải tạo, khơi dậy khát vọng tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời của những người từng lầm lỡ.